Ba mẹ chị vô rồi nữa. Bên nào bà hát đi với cháu rồi hả? Bà hơi chậm dễ nhờ thôi đúng không? Giờ rồi mà. Bao nhiêu tuổi? Số máy thì bàn mẹ yên lắm. Nhờ mấy người gì nữa? Đông quá vậy. Có một đứa trai là thằng em vậy thôi đó hả? Hơi thèm quá nhờ. Dạ bà cũng phá nè, cũng yên ràng rồi cô. Ông đó chưa có vợ hả? Kia hồi kia là mối cho bà nhờ à. Chứ ông đi lộn chị em ra nhờ biết như này. Đấy là ông đi làm nhưng mà tiền vợ ông tiêu đi tới ông không có dành dùng được. Bao nhiêu tuổi rồi? Tóm chiến. Không đi tân ghế hả ế với sao vậy? Tân ghế hả ế với sao vậy? Tân ghế hả ế với sao vậy? Nổ nữa hả? Thằng nhỏ thì sao? Nhỏ thì được hơn, thằng cũng nhau quanh. Nhỏ thì được hơn. Nhưng đang trả. Nhà mà chị em gái ăn thương nhau có hai ông đại yếu như mà mô được chú. Đón lẽ ờ, đón lẽ hơi ông thôi cũng có một ông được chứ em. Ông nói nói chuyện thật, ông nói nổ quá ghét. Còn bố đào nữa. Để đó mùi xưa rón đáng trời, rón đáng trời. Đó, đó, nhà chị đó. Trời ơi, để xong đi bưng heo luôn lăn luôn đi đó, ông đó. Để ông đó đó hả? Ông đau quá, ông này. Còn ông sáu thì bình thường, ông sáu là giờ. Là đáng trai, trai. Giờ nhà chị đã đẻ 4 năm đứa, 4 đứa, nhưng 1, 2, 3. 3 đứa ngại hả? Xong bữa đại đứng trời. Có đứa tay mừng, heo mò, đăng ký rồi heo mẹ. Như vậy, bà già như bỏ tích mà không nhắc mà. Mà tôi tự tóc đè đi, tôi đè cái tay ăn chắc. Tôi được đè được cái thăm mừng, chắc cái thằng. Thằng dễ vô đà. Nay cho cái gấu tròn gì nè. Thả lỏng rồi chứ nghiến chi dữ vậy.
gì rụng ra hết giờ nghe chưa. Rồi biết cái tàu đến gì quá mới đi. Nhìn là bên má không? Nhốm. Quyên nhà máy. Mẹ nó mấy tấm chuyện rồi tao ơi. Nó ui giờ hết pin luôn rồi tao. Quay đó chứ nào. Ừ. Để trốn chị này đâu ngủ nằm tám chuyện ra. Mới ngủ không được. Trà sao ăn bà Duyên luôn nè trời, ngay chục phút luôn. Ở đau miệng luôn rồi. Ừ. Nói chơi xa lét xa lét.